Shop misu.com, shop ảo Verify giá rẻ uy tín chất lượng với vòng quay Verify cực chất, ảo Verify với giá cực rẻ và đặc biệt là thử vận may trúng nick cực VIP, giao dịch tự động 100%, ghé thăm ngay đi anh em nhá. Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video trước mình có tạo một cái event để mình tặng kim cương cho anh em. Thì ok, thì sau cái video này thì buổi tối nhá, mình sẽ chốt kết quả và mình đăng lên fanpage. Và những em nào mà có tên ở trong fanpage ấy, thì anh em nhớ vào và anh em IB qua Facebook cho mình, IB qua fanpage cho mình nhá. Và mình sẽ tặng kim cương cho anh em nhá. Nên là anh em cũng xem video, đừng quên nhớ nhấn like, đăng ký kênh để mình thường xuyên tạo những event để mình tặng kim cương cho anh em nhá. Và ngày hôm nay thì cũng đã chính thức ra mắt cái sự kiện, đó chính là đăng nhập 14 ngày chúng ta sẽ nhận được cái thẻ vô cực đấy anh em. Nói chung là cái sự kiện này cũng khá chi là ngon, server nào cũng có nha anh em, server nào cũng có cái sự kiện đăng nhập nhận được cái thẻ vô cực, chứ không phải riêng mình server Việt Nam chúng ta đâu nhá. Nhiều server khác thì sẽ có những cái phần quà khác hơn server chúng ta nhá, trong cái sự kiện đăng nhập ấy. Thì xíu nữa mình sẽ đi cho review cho anh em xem nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta xem cái sự kiện đăng nhập 14 ngày của server Việt Nam thì nó sẽ như thế nào nha anh em ơi. Đây, và chúng ta đăng nhập thì sẽ miễn phí thẻ vô cực này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào xem nhá. Wow, cái sự kiện đăng nhập này thì vẫn giữ cái huy hiệu giống đợt trước anh em, giống cái sự kiện đăng nhập lần trước. Cho những anh em nào mà chưa kịp dùng cái huy hiệu để đổi quà thì trong cái sự kiện này thì chúng ta vẫn cứ nhận được huy hiệu và chúng ta đổi quà cho bình thường anh em. Thì trong phần quà thì có một cái ba lô rồng đen này, mảnh nhân vật Moco này, hộp skin súng này và một cái skin súng AK dùng lửa nhá. AK dùng lửa 3 ngày này và mảnh nhân vật Kelly này và một cái hòm sắt gà rán nha anh em. Đây và sau khi anh em đăng nhập 1 ngày thì sẽ được nhận một cái vé quay vàng. 3 ngày thì một vé quay kim cương, 7 ngày là một vé quay vũ khí và chúng ta đăng nhập liên tục nhá. 12 ngày thì chúng ta sẽ nhận được cái thẻ vô cực nha anh em. Nên là những em nào mà đăng nhập, nếu mà không đăng nhập đủ thì anh em phải cần dùng vàng để anh em điểm danh bù nhá. Mỗi lần điểm danh bù thì chúng ta sẽ mất 500 vàng đấy nhá. Nên là anh em cũng nhớ anh em vào anh em đăng nhập như bình thường. Đăng nhập nhá, nên là chúng ta đỡ mất hơn 500 vàng đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ đi review sự kiện đăng nhập ở bên server nước ngoài thì nó sẽ như thế nào cho anh em xem nhá. Mình thấy sự kiện đăng nhập bên server nước ngoài mình cũng thấy khá chi là nhiều quà, cũng rất chi là ngon luôn. Nhất là cái server Brazil nha anh em. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua server Brazil để mình review những cái phần quà sự kiện đăng nhập 14 ngày với nó cho anh em xem nhá. Nên là bây giờ thì anh em sẽ cùng đi xem với mình nhá. Ok, nào chúng ta chuyển server nào. Và bây giờ mình đã có mặt ở server máy chủ Brazil nha anh em. Và bây giờ thì mình sẽ vào cái sự kiện đăng nhập 14 ngày bên đây để mình cho anh em xem nhá. À, bên mình là 14 ngày thôi chứ sự kiện đăng nhập bên đây thì nó chỉ có 12 ngày thôi nha anh em. Cái sự kiện đăng nhập 12 ngày bên đây thì nó sẽ nhận được cái thẻ đổi tên này, vé tạo phòng này, vé tạo phòng của những cái clan anh em. Và vé quay vũ khí này, vé quay kim cương và pet này, thức ăn cho thú nhá. Và đặc biệt nhất đó chính là cái thẻ vô cực này. Đây là những cái phần quà nhá anh em. Phần quà trong đây thì chúng ta đăng nhập 1 ngày thì chúng ta sẽ được một cái skin súng luôn nhá. Skin súng AK dòng lửa luôn nhá. Và đăng nhập 3 ngày nhá. 2 ngày thì chúng ta không được gì đâu. Đăng nhập 3 ngày thì chúng ta được một cái váy quay vũ khí này. 5 ngày thì sẽ được 5 cái huy hiệu của thẻ vô cực nhá anh em. 5 cái huy hiệu thẻ vô cực cao bồi ấy. Và 7 ngày thì chúng ta sẽ được hai vé quay kim cương nhá. Bên Việt Nam thì chúng ta chỉ có được một vé thôi đúng không? Bên đây thì chúng ta được hai vé nhá. Và đăng nhập đến ngày thứ 9 thì chúng ta sẽ nhận được một cái hòm, ba cái hòm nhá. Ba cái hộp ngẫu nhiên thì chúng ta mở sẽ được thẻ đổi tên này, hoặc là cái vé tạo phòng này, hoặc là vé quay vũ khí, hoặc là vé quay kim cương đấy anh em. Hộp ngẫu nhiên mà. Đấy, và anh em sẽ mở và có cơ hội anh em sẽ nhận được một trong những cái vật phẩm đó nhá. Và chúng ta sẽ được tận ba cái hộp này liền. Và đăng nhập đến ngày thứ 11 thì chúng ta sẽ được cái thẻ vô cực nhá. Nói chung thì sự kiện đăng nhập bên đây thì không phải ngày nào chúng ta cũng có quà đâu. Và cứ 2 ngày, đăng nhập 2 ngày thì chúng ta sẽ nhận được quà nhá. 2 ngày thì chúng ta mới nhận được quà một lần chứ không phải một ngày chúng ta nhận được một quà một lần đâu anh em. Đây, và nói chung thì cái sự kiện đăng nhập bên này thì mình thấy quà như thế này là vẫn ổn hơn bên server chúng ta đấy. Server chúng ta thì chúng ta đổi những phần quà cũng những cái phần quà ở bên kia chúng ta đổi bằng huy hiệu thì anh em thấy cũng bình thường đúng không? Được hộp skin súng này mở thì chưa chắc gì chúng ta đã được skin súng bệnh viện đúng không? Mà đổi thì chỉ có được một hộp skin súng thôi. Và skin súng thì cũng
Skin chúng thì cũng skin thử nhá, skin thử giống của Brazil thôi anh em. Và bên đây thì nó ghi là 13 triệu like à. Hình như là fanpage của Free Fire bên Brazil đạt 13 triệu like nên là đã cho cái thẻ vô cực hoàn toàn miễn phí đấy anh em. Đăng nhập chúng ta nhận được thẻ vô cực hoàn toàn miễn phí đấy. Và sự kiện kêu gọi bạn bè bên này thì mình thấy cũng giống server Việt Nam thôi, cũng không có gì khác server Việt Nam lắm anh em ơi. Đây, và anh em thấy một cái nick mình chơi ở bên server Brazil không hay đăng nhập nhá. Chỉ khi nào review cái sự kiện thì mình mới đăng nhập cho anh em xem thôi. Mà nhìn anh em nhìn thấy cũng rất chi là ok đúng không? Và bên đây thì chúng ta đang có nạp một kim cương, nhận một cái đá chế tác này và 500 kim cương nhá, 500 hay 600 kim cương này. Và thì sẽ được một cái hành động, nó chính là hành động gì đấy anh em. Nói chung là nhìn cũng rất là hay luôn. Và chắc có lẽ video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.